tôi chết đi. Để tôi chết cho rồi. Để tôi chết theo chồng tôi cho rồi đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra đi. Một chút nữa mà cậu có quay ngược lại đây, cậu thấy hai cái xác nằm ở đây, cậu làm ơn làm phước, cậu châm một mồi lửa cho vợ chồng tôi được hỏa tan chung với nhau nha cậu. Thím à, thím à, cậu nhưng mà tôi ra đi, để tôi chết. Thím à, ai mà làm như vậy được hả thím? Thật ra tôi đang nghĩ cách xem để giúp thím đây. Giúp không có được đâu, cậu giúp không có được đâu. Tôi cũng muốn giúp thím lắm, nhưng ngặt nỗi tôi không có dư giả gì lắm. Ân nhân ơi, có phải là ân nhân sẽ giúp tôi chứ? Có phải là ân nhân sẽ ra tay tế độ tôi không? Thiệt tình là tôi cũng không biết tính sao nữa. Nhưng nhìn thấy thím đau lòng như vậy, tôi không thể nào ngó lơ được. Không giấu gì thím, tôi mới vừa đi thu hồi nợ được 100 tiền. Số tiền đó tôi định đem về để khuếch trương tiệm buôn bán. Trời ơi, nếu như là vốn làm ăn thì thôi, cậu đừng cho tôi. Tôi không có dám làm phiền ân nhân như vậy đâu. Thôi được rồi, để tôi vô tôi chết cũng được. Thím à, hay là thôi mình trao đổi được không? Cậu làm ơn mua giùm tôi cái nhà với lại miếng đất này nè, để tôi có tiền tôi đưa chồng của tôi về quê mà an táng nha cậu. Căn nhà này nhìn xấu vậy đó chứ hả, đất đai rộng lắm, tới qua đồi đằng sau chân núi lận đó. Coi như là cậu mua làm phước để tôi có tiền đưa chồng tôi về chôn cất, chứ tôi không có dám xin tiền bạc gì của cậu hết. Làm ơn mua giùm tôi đi mà, để vợ chồng tôi cùng đi khỏi nơi này mà. Ủa, vợ chồng cùng đi hả? Vợ chồng tôi cùng đi. Không, đi thì chỉ có một mình tôi đi được thôi. Ý là tôi đi rồi tôi đưa xác chồng tôi về quê để chôn cất. Vậy bạn Đức, bán nhà, tôi đã lăn tài sẵn rồi nè. Cậu xem thử mua giúp giùm tôi đi. Tôi lại cậu. Tội nghiệp quá. Thôi thì mình mua giùm họ, làm phước làm nghĩa, cũng có cái gì nói với vợ hiền của mình nữa. Cậu ơi, cậu có mua không? Cậu mua giúp giùm tôi đi. Chứ không chắc tôi chết theo chồng tôi luôn, chứ không sao thôi, nổi thím nữa. Thím rồi. Được rồi, tôi sẽ mua. Vậy cậu mua hả? Đây nè. Dạ dạ, cảm ơn. Tôi đổi ơn ân nhân, nhiều lắm. Tôi đổi ơn ân nhân. Được rồi, đứng lên đi. Dạ, dạ, dạ. Ân nhân đi bình an nghe ân nhân. Ân nhân đi đường cẩn thận nghe. Tôi cảm ơn. Đi rồi. Đi rồi biết thiệt quá. Bà làm gì? Khóc lóc gì bà lâu quá vậy? Trời nằm ơi, trong khi tôi nín thở, tưởng đâu tôi chết thiệt luôn rồi. Trời ơi, thì ông canh lúc quay mặt chỗ khác thì ông thở đi. Tự nhiên ông nằm ông nín gì rồi nói trời. Tôi đâu có biết, khúc nào nó nhìn vô, khúc nào nó nhìn ra. Lỡ nó nhìn vô, tôi thở, nó thấy rồi nó bẻ hết rồi sao? Nó bỏ đi ra không cho tiền sao? Trời đất ơi, con vậy mà mệt thì quyết nữa. Mà bà làm gì mà lâu dữ vậy? Nó đâu có tin đâu. Nó hỏi tới hỏi lui, nó hỏi đủ thứ chuyện ở trên trời dưới đất hết á. Trời ơi hả, tôi phải đi vòng với nó mới chịu tin á. Khóc lóc quá trời á. Không có chân thật. Bà kể câu chuyện không có thật. Bà hồi nãy biết nãy mà là bà chết đi. Tôi ra tôi đấm cho chồng cho. Tôi ra tôi phóng cho. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Giờ tôi chết rồi. Giờ tôi chết bà ra khi tự rồi. Tôi khổ quá, giờ tôi chết rồi. Quay lại đi. Nó quay lại. Nó kêu người ta tới cộng đồng hai vợ chồng. Mệt đâu quá. Hồi nãy giờ bà chân thật được nhiêu tiền? Trăm tiền. Nó thiệt là khờ. Nó chút xíu là nó đưa liền hả? Đúng là không uổng ý công tôi. Nãy giờ nín thở tưởng đâu là chết luôn rồi. Nó nghe nè. Hả? Mai mốt á, có nghĩ kế mà lừa người ta thì mình nghĩ cái kế khác đi. Bà nghĩ sao bà? Rồi nghĩ ra cái kế mà nghĩ sao? Mảnh hổ thoát xác. Mệt quá.
nín thở mệt quá. Trời ơi, thôi đừng đứng đây nói nhiều nữa. Bây giờ á, mau cuốn gói đi lẹ lên, chứ lỡ hồi nó biết mình lừa đảo á nghe. Nó kêu đính tới cộng đồng mình bây giờ đó. Đi, để vô lấy nải chuối ăn dọc luôn. Trời ơi, cái ngày cúng ăn cái gì không biết nữa. Nhanh lên. Ui, lẹ lên đi. Mau lên. Đi lẹ đi. Ui. Duyên Tiên Tiền Định 20h30 tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.